chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Dần sinh 1962, ôm trọn lộc trời, đến thời trở mình giàu sang, tiền vàng ùn ùn đổ về nhét chật két, giàu sang gian danh bốn bể. Quý khán giả thân mến, lại nói nếu ta đã làm việc, đã chăm chỉ, đã nỗ lực để nhiệt thành, để nhiệt huyết cống hiến và không ngừng cầu tiến dương lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu Nhâm Dần đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi nỗ lực chuyên cần, thì tức Nhâm Dần đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận, sầu bi. Nếu cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm lụa là nhà xe lộng lẫy, tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không? Thế nhưng cuộc đời là vô thường, cuộc sống là hung cát đan xen, nay đỏ mai đen, khó ai đoán định. Có người hôm nay vẫn ở nhà lầu xe sang, có kẻ hầu người hạ, tiền vàng ngập két, cậu ấm cô chiêu, trăm anh thế phiệt, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành công nở, tán gia bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng ai nghĩ rằng mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời. Nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu lên bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi, cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thân mến, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, đúng trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Nhâm Dần biết được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phát tài đổi đời giàu sang phú quý, cầm tiền tỷ gửi ngân hàng. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, một trong những dấu hiệu của việc cuộc sống Nhâm Dần sắp đi lên đấy là việc Nhâm Dần sẽ rơi rụng đi những thành phần rác rưởi không còn xứng đáng đồng hành. Nên nếu Nhâm Dần bị người đời tổn thương hay người tin yêu phản bội, hãy cứ hoan hỷ vì nó đã xảy ra để Nhâm Dần có được sự sàng lọc lại cuộc đời. Suy cho cùng, Nhâm Dần hướng đến một cuộc nhân sinh rực rỡ, một cuộc tụ thành danh tại, một cuộc đời trọn đủ những mơ mộng, những dự định của bản thân, một bức tranh nhiều ánh sáng như thế, sẽ không có chỗ cho những sự u ám. Do vẫn tồn tại được nên hãy chấp nhận những mất mát mà mệnh số đã mang tới, mặc kệ đời. Không cần giận vì cái tiếp theo của Nhâm Dần ở hiện tại sẽ đổi lại cho Nhâm Dần vô vàn phước báo ở tương lai, cũng những thuận lợi may mắn vô hình do mệnh đời đưa đẩy. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962 thường được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng đầy cảm xúc. Họ là những người sống rất tình cảm và có tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra xung quanh. Có thể thấy rằng, cuộc sống của họ như một bức tranh đa màu sắc, nơi mà mỗi gam màu đều mang đến những câu chuyện và trải nghiệm khác nhau. Nhâm Dần là những người đầy tham vọng, họ không bao giờ ngại khó khăn, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Chính sự kiên định này đã giúp họ vượt qua nhiều cơn bão của cuộc đời. Khi nhìn lại, có lẽ ai cũng phải công nhận rằng những người tuổi Nhâm Dần luôn là những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc. Họ có thể mất rất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu, nhưng một khi đã quyết tâm, họ sẽ không ngừng cố gắng cho đến khi thành công. Tuy nhiên, đôi khi sự quyết đoán ấy lại khiến họ gặp phải rào cản trong các mối quan hệ. Họ thường có xu hướng đặt mình lên hàng đầu. Điều này có thể tạo ra những hiểu lầm hoặc xung đột với những người xung quanh. Thay vì dành thời gian lắng nghe ý kiến của người khác, họ có thể quá chú tâm vào việc thực hiện kế hoạch của riêng mình. Nhưng bù lại, khi đã tìm thấy một người bạn tri kỷ, Nhâm Dần lại trở thành những người bạn trung thành và tận tâm nhất. Họ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ và động viên bạn trong mọi hành trình. Trong lĩnh vực tình cảm, tuổi Nhâm Dần cũng không thiếu những thăng trầm. Những mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt lại gặp phải sóng gió. Có thể là những bất đồng trong quan điểm hoặc đôi khi là sự thiếu thấu hiểu từ cả hai phía. Họ thường đặt kỳ vọng cao vào người khác và khi không đạt được điều đó, họ cảm thấy thất vọng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc khó khăn ấy, Nhâm Dần lại tìm thấy sức mạnh nội tại để đối diện với chính mình. Họ hiểu rằng tình yêu cần sự nỗ lực từ cả hai phía và họ sẵn sàng thay đổi bản thân để làm cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Thêm vào đó, sức khỏe cũng là một vấn đề mà họ không thể bỏ qua.
Cuộc sống bận rộn với công việc và trách nhiệm gia đình đã khiến nhiều người tuổi Nhâm Dần bỏ quên bản thân. Họ thường xuyên làm việc quá sức và đôi khi phải trả giá cho những lựa chọn đó bằng những cơn ốm đau. Những lúc sức khỏe yếu, họ mới nhận ra rằng bản thân là điều quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể xây dựng lại nhưng sức khỏe là điều mà họ cần trân trọng và chăm sóc hơn. Vượt qua tất cả những thách thức đó, người tuổi Nhâm Dần không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn khôn ngoan hơn. Họ biết cách nhìn nhận cuộc sống bằng một cái nhìn tích cực và coi những khó khăn như là những viên đá quý trong hành trình trưởng thành của mình. Họ học cách yêu thương bản thân, trân trọng những người xung quanh và luôn sẵn sàng mở lòng với những cơ hội mới. Cuộc đời Nhâm Dần chính là một hành trình đầy màu sắc với những cung bậc cảm xúc phong phú. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường mà còn là những tâm hồn nhạy cảm, luôn biết cách sẻ chia và yêu thương. Dù cho những cơn bão có mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn vững vàng bước tiếp với niềm tin rằng ánh sáng cuối đường hầm luôn chờ đợi những người dũng cảm không bao giờ từ bỏ. Về mặt tình cảm, tuổi Nhâm Dần là những người lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Họ thường mơ mộng về một tình yêu đẹp nhưng đồng thời cũng hiểu rằng tình yêu cần sự cố gắng và nỗ lực trong các mối quan hệ. Họ thể hiện tình cảm một cách chân thành và sâu sắc, luôn cố gắng duy trì sự gắn kết với người thân yêu. Dẫu cho đôi khi có những lúc bồng bột và nóng nảy, nhưng sau cùng họ vẫn biết cách hàn gắn mọi thứ bằng sự chân thành. Một điều thú vị ở người tuổi Nhâm Dần chính là khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Họ thường có những suy nghĩ độc đáo và cách nhìn nhận vấn đề khác biệt. Chính vì thế, nhiều người tuổi Nhâm Dần thường chọn con đường nghệ thuật hoặc những lĩnh vực sáng tạo để phát huy khả năng của mình. Họ yêu thích những điều mới mẻ và không ngại thử nghiệm những điều chưa từng thấy. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn. Người tuổi Nhâm Dần cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Có lúc họ cảm thấy chênh vênh và mất phương hướng. Nhưng chính những lúc như vậy, họ lại tìm thấy sức mạnh từ bên trong, từ những bài học mà cuộc sống đã dạy cho họ. Những nỗi đau, thất bại hay áp lực đều trở thành những bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần giống như một hành trình dài. Họ liên tục học hỏi và phát triển. Họ không bao giờ ngừng lại ở một điểm nhất định mà luôn muốn tiến về phía trước, khám phá những điều mới mẻ. Họ luôn tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để bắt đầu lại, để làm điều gì đó ý nghĩa hơn cho bản thân và cho những người xung quanh. Và trong những lúc mệt mỏi, khi cuộc sống trở nên khó khăn, họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị, có thể chỉ là một buổi chiều thư giãn bên gia đình, một cuộc gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là những giây phút lặng yên với bản thân. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là chạy theo những mục tiêu, mà còn là thưởng thức từ khoảnh khắc đẹp trong hành trình đó. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần không chỉ là câu chuyện của bản thân họ, mà còn là hành trình sẻ chia với những người xung quanh. Họ là những người truyền cảm hứng, luôn mang lại sức sống cho những ai may mắn được gặp gỡ. Đó chính là sức hấp dẫn của người tuổi Nhâm Dần. Những chiến binh dũng cảm trong cuộc sống luôn tìm kiếm ánh sáng, dù có phải đối mặt với bóng tối. Người tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Trong cuộc đời họ, những khó khăn và thách thức giống như những cơn sóng lớn không ngừng ập đến, thử thách lòng kiên nhẫn và sức mạnh tinh thần của họ. Có lẽ điều đặc biệt ở những người này chính là khả năng đối mặt và vượt qua mọi chông gai, biến chúng thành động lực để trưởng thành hơn. Khi nhìn lại quãng đường đã qua, không ít lần họ đã phải gồng mình để vượt qua những thử thách tưởng chừng như không thể. Có thể là những giai đoạn khó khăn trong công việc, khi mà những nỗ lực không được công nhận và áp lực từ cấp trên đè nặng lên vai. Nhâm Dần với tinh thần mạnh mẽ, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn. Họ lao vào làm việc, cống hiến hết mình và đôi khi phải trả giá bằng cả sức khỏe và tinh thần. Có những đêm trắng không ngủ khi suy nghĩ về các dự án dang dở, về tương lai không chắc chắn, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và đơn độc. Tuy nhiên, trong những lúc như vậy, họ cũng học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn. Họ hiểu rằng cuộc sống không bao giờ công bằng và đôi khi mọi thứ không diễn ra theo cách mà mình mong đợi. Những lần thất bại, những khoảnh khắc trao đảo trong sự nghiệp đã giúp họ trưởng thành hơn. Họ biết cách rút ra bài học từ những sai lầm và đó chính là động lực để họ tiếp tục vươn lên. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tổng quan nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho người tuổi Nhâm Dần nhiều cơ hội và thách thức. Như một cơn gió mới thổi bùng lên những khát khao và đam mê trong bạn, đây chính là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận rõ sự chuyển mình trong từng lĩnh vực của cuộc sống. Những nỗ lực,
cố gắng và cả những hy sinh mà bạn đã dành cho bản thân và gia đình trong những tháng qua sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái. Bạn sẽ thấy rằng sự kiên trì và quyết tâm không bao giờ là vô nghĩa. Sự nghiệp của bạn có thể có những bước tiến quan trọng, mở ra những cánh cửa mới mà trước đây có thể bạn chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tài chính cũng sẽ có dấu hiệu khả quan, mang lại cho bạn cảm giác an tâm và tự tin hơn trong các quyết định. Hơn nữa, những mối quan hệ cá nhân từ tình bạn đến tình yêu có khả năng sẽ phát triển một cách tốt đẹp, tạo nên bầu không khí ấm áp và hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, giữa những điều tốt đẹp ấy, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe và các mối quan hệ gia đình. Những căng thẳng trong công việc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của bạn. Đừng quên dành thời gian cho bản thân để tái tạo năng lượng và chăm sóc những mối quan hệ quan trọng. Trong cuộc sống hãy nhớ rằng, chỉ khi bạn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, bạn mới có thể đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà thời điểm này mang lại. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này sẽ là một chặng đường đáng nhớ. Hãy mở lòng và sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sẽ có nhiều tín hiệu tích cực như những ánh sáng le lói của bình minh sau cơn mưa. Những dự án mà bạn đã dày công đầu tư sức lực, thời gian và cả tâm huyết từ trước sẽ bắt đầu thu hoạch những kết quả ngọt ngào. Có thể bạn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của bạn, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh để bạn vươn xa hơn trong sự nghiệp. Giữa thời điểm như một món quà bất ngờ từ cuộc sống, một số cơ hội mới sẽ xuất hiện như các hợp đồng hay dự án quan trọng mà bạn có thể tham gia. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình, bởi đây không chỉ là dịp để khẳng định bản thân, mà còn là cơ hội để bạn chứng minh khả năng của mình trước mọi người. Hãy nhớ rằng sự tự tin sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra những cánh cửa mới. Tuy nhiên trong hành trình này, cần lưu ý rằng không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp phải một số xung đột nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trong những khoảnh khắc này, việc duy trì thái độ bình tĩnh, khéo léo trong giao tiếp và sẵn sàng lắng nghe sẽ vô cùng quan trọng. Sự khéo léo trong xử lý tình huống sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những thử thách, mà còn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Thời điểm này, khi mọi việc đã ổn định và những nỗ lực của bạn bắt đầu được ghi nhận, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những thành quả đạt được. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Đây là lúc bạn có thể cân nhắc đến các cơ hội thăng tiến trong công việc, mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Hãy tiếp tục nỗ lực và đừng ngần ngại theo đuổi những ước mơ lớn lao, vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh 1962 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Nhâm Dần, như ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những đám mây u ám. Về mặt tài chính, bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản thu nhập từ những khoản đầu tư đã được thực hiện trước đó. Đây không chỉ là thời điểm để bạn thu hoạch những trái ngọt từ sự kiên trì và tính toán kỹ lưỡng, mà còn là thời điểm mà sự chuẩn bị và kế hoạch tài chính của bạn sẽ phát huy tác dụng, mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể như một phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Tuy nhiên, hãy chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân một cách cẩn thận. Những chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng như những cơn gió lạnh bất ngờ giữa mùa thu, có thể khiến bạn phải điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu của mình. Việc này không chỉ giúp bạn giữ vững sự ổn định tài chính, mà còn giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, thời điểm này cũng mang đến cho bạn những cơ hội kiếm tiền từ các dự án hoặc công việc phụ. Hãy mở rộng tầm nhìn và đón nhận những cơ hội này với sự nhiệt huyết và quyết tâm. Tuy nhiên, trong những quyết định tài chính quan trọng, sự cẩn trọng là điều cần thiết. Đừng quên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư lớn nào. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc mọi khía cạnh. Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Họ có thể cung cấp cho bạn những góc nhìn và lời khuyên quý giá, giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có và đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng. Nhớ rằng, sự khôn ngoan trong quản lý tài chính không chỉ mang lại lợi ích tức thì,
mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch không chỉ mang đến những thay đổi trong công việc hay tài chính, mà còn là một thời điểm đặc biệt thú vị cho tình duyên và gia đạo của người tuổi Nhâm Dần. Nếu bạn đã có gia đình, thời điểm này sẽ khiến bạn cảm nhận rõ rệt sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia của mình. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để hai bạn cùng nhau khám phá, sẽ chia và tạo ra những kỷ niệm đẹp. Hãy dành thời gian cho nhau tham gia vào những hoạt động thú vị mà cả hai cùng yêu thích. Dù chỉ là một bữa tối lãng mạn hay một chuyến đi dã ngoại nhỏ, mọi thứ đều có thể thắp sáng lại ngọn lửa tình yêu của bạn. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, giúp hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ mà có thể trước đây đã gây ra sự căng thẳng. Hãy cởi mở tâm hồn, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc, vì sự thấu hiểu chính là chiếc cầu nối bền vững trong mối quan hệ. Đôi khi chỉ cần một chút lắng nghe và một cái ôm ấm áp cũng đủ để xóa nhòa mọi bất đồng và mang lại cảm giác bình yên. Đối với những ai đang độc thân, thời điểm này có thể mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ những người mới. Hãy dũng cảm mở lòng tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê. Một buổi tiệc, một sự kiện hay thậm chí là một lớp học chung có thể trở thành nơi khởi đầu cho một tình yêu đẹp. Hãy nhớ rằng đôi khi tình yêu đến từ những điều bất ngờ nhất. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng có thể xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình, những ý kiến khác nhau có thể dẫn đến hiểu lầm. Nhưng nếu bạn biết lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của mọi người, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết. Hãy giữ không khí hòa hợp trong gia đình, bởi tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Chỉ cần bạn chân thành và kiên nhẫn, mọi mối quan hệ sẽ ngày càng bền chặt và ý nghĩa hơn. Nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một hành trình tuyệt vời cho tình yêu và gia đình của bạn. Hãy nắm bắt và tận hưởng từng khoảnh khắc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch mang đến cho bạn không chỉ là những cơ hội trong sự nghiệp và tài lộc, mà còn là một lời nhắc nhở quan trọng về sức khỏe. Đây là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến bản thân mình, vì áp lực công việc và trách nhiệm hàng ngày có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, như một cơn bão cuốn trôi những năng lượng tích cực trong bạn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng vững chắc để bạn thực hiện những ước mơ và hoài bão của cuộc đời. Hãy dành thời gian cho những khoảnh khắc nghỉ ngơi và thư giãn để nạp lại năng lượng cho bản thân. Một buổi chiều lặng lẽ bên cuốn sách yêu thích hay một chuyến đi dạo trong công viên có thể là liều thuốc tinh thần tuyệt vời. Đồng thời, việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đặc biệt là bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng và cảm thấy tươi mới hơn. Hãy xem bữa ăn không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn là cách để bạn chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao, đừng quên khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Điều này không chỉ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro không cần thiết, mà còn giúp bạn cảm nhận được niềm vui và sự hứng khởi khi vận động. Hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để được tư vấn. Chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp bạn duy trì năng lượng, mà còn tạo điều kiện cho bạn thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống. Khi sức khỏe tốt, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách mà cuộc sống mang lại. Hãy nhớ rằng, chăm sóc sức khỏe là một hành trình, không phải là đích đến. Hãy yêu thương bản thân mình và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn từng ngày. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc, làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng tới lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi hoặc đang quan tâm. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ đối phương này. Mùng 5 nửa đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, trong quá trình làm việc nhóm sẽ giúp bạn ghi điểm với tập thể. Bạn cũng rất tự tin trong các bài thuyết trình, trình bày dự án mới. Ngày này bạn còn đón vận may về tài chính. Những ý tưởng bất ngờ có thể giúp bạn kiếm ra tiền. Hãy hợp tác với người bạn tin tưởng để quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này,
Bản mệnh có được giúp đỡ từ bên ngoài hoặc có quý nhân đồng hành nên tinh thần làm việc lên cao, hiệu suất không đùa được đâu. Ngoài ra, con giáp này còn đón nhận những cơ hội kinh doanh quý giá thông qua sự giới thiệu trung gian của bạn bè. Đây là cơ hội tốt nên hãy tranh thủ tận dụng. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, chuyện tình cảm ngọt ngào và lãng mạn đem đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn. Trong hôm nay, bạn cũng có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho đam mê. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh đạt thành tích tốt trong công việc khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên thêm phần tin tưởng. Thời gian tới, bạn có thể sẽ được cử đi công tác ngắn ngày. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Nhâm Dần sinh 1962. Tử vi tuần đầu tiên trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch tháng 9 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch mở ra như một cánh cửa đầy hứa hẹn dành cho người tuổi Nhâm Dần. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, bạn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mới như làn gió mát thổi vào tâm hồn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bạn thực hiện những ước mơ dự định đã ấp ủ từ lâu. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực của bạn trong những tháng qua sẽ bắt đầu được đền đáp và bạn sẽ thấy rằng công sức của mình không hề uổng phí. Trong công việc, những đóng góp của bạn sẽ không chỉ đơn thuần là những con số mà còn là giá trị tinh thần, thể hiện sự cống hiến và tâm huyết. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần làm việc mà còn giúp bạn tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân, từ đó tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thời điểm, bạn cần phải chú ý đến việc giao tiếp với đồng nghiệp, có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, chính sự bình tĩnh và khéo léo trong cách giải quyết sẽ là chìa khóa giúp mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Cuối tuần, hãy để tâm đến tài chính của bạn vì có thể có một cơ hội nhỏ xuất hiện, nhưng hãy thận trọng trong các quyết định đầu tư. Sự cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan và chủ động, bởi tuần này đang mở ra trước mắt bạn như một hành trình mới đầy hứa hẹn. Bạn hoàn toàn có thể biến những cơ hội này thành công rực rỡ. Tử vi tuần thứ hai trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, tức từ ngày mùng 8 đến 14 tháng 9 âm lịch. Bước sang tuần thứ hai của tháng 9 âm lịch như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của bạn. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đầy hứa hẹn. Đây là thời điểm mà bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội mới, từ những hợp đồng tiềm năng cho đến các dự án hợp tác đầy triển vọng. Những cơ hội này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Đây là lúc lý tưởng để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy mạnh dạn trình bày ý tưởng và đề xuất của bản thân, vì sự tự tin của bạn sẽ thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Có thể bạn sẽ trở thành tâm điểm trong các cuộc họp, nơi mà những đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Hãy nhớ rằng, những ý tưởng sáng tạo và cái nhìn khác biệt của bạn có thể tạo ra bước ngoặt trong dự án mà bạn đang tham gia. Tuy nhiên, giữa những hứa hẹn và cơ hội đó, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy nhớ dành thời gian cho các hoạt động thư giãn, từ việc đọc sách, nghe nhạc cho đến việc tập thể dục nhẹ nhàng, để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và sảng khoái. Trong các mối quan hệ cá nhân, hãy cẩn trọng trong việc giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có. Những cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành sẽ giúp duy trì sự hòa hợp trong gia đình và bạn bè. Nhìn chung, tuần này mang đến cho bạn nhiều cơ hội, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn cũng chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp để không bỏ lỡ những điều quý giá trong cuộc sống. Nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian đầy ý nghĩa, tràn đầy những cơ hội để bạn tận dụng và biến chúng thành những thành công mới trong cuộc sống của mình. Hãy mở lòng đón nhận mọi điều tốt đẹp, đồng thời giữ cho mình sự tỉnh táo và cẩn trọng. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón bạn. Nửa đầu tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ là một thời điểm đầy triển vọng cho tuổi Nhâm Dần với nhiều cơ hội và thách thức đang chờ đón. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng. Cùng với đó, việc chăm sóc sức khỏe và duy trì các mối quan hệ tích cực sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Quý khán giả thân mến,
Trên thế gian này ai cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn. Nhưng trong cuộc sống có những người được ưu ái cả đời bình yên, có người lại cả đời vất vả, long đong, có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng về già thì ngày một phát đạt, có người những tưởng cả đời thuận lợi, giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật, đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương, kém cỏi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp, số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra, muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Phật nói về năm kiểu người càng lớn tuổi càng may mắn, đức năng thắng số. Một là người biết sám hối. Không ai là hoàn hảo, mọi người trên đời này đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể không tin vào Đức Phật, nhưng chúng ta phải tin vào nhân quả. Vì vậy, nếu phạm sai lầm, bạn phải biết dám thừa nhận, thay đổi suy nghĩ và ăn năn, kiên quyết không tiếp tục cố chấp phạm sai lầm nữa. Người biết sám hối là người có phước. Chúng ta không cần phải tin vào Phật mà phải tin vào nhân quả. Người biết sám hối thì dù thế nào cũng được Phật và Bồ Tát gia trị. Mọi người nên hiểu rõ về sám hối trong Phật giáo, có nghĩa là biết lỗi lầm của mình sửa chữa và không bao giờ tái phạm nữa. Bởi vì sự ăn năn có thể giúp bạn loại bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và gia tăng phước lành cho bạn. Nếu bạn kiên trì sám hối mỗi ngày, phước lành của bạn sẽ ngày càng tích lũy dày thêm, càng già càng có nhiều phước nên dễ gặp may. Hai là người hiếu thảo với cha mẹ. Đức Phật là nhà giáo dục, không phải là chính trị gia. Ngài từ bi dạy dỗ tất cả chúng sinh và không bao giờ kiểm soát họ. Kinh Phật có câu, trên đời không có Phật. Làm điều thiện cho cha mẹ cũng như phụng sự Đức Phật. Cha mẹ là dụng phúc cho con cái, nên hiếu thảo với cha mẹ là công đức lớn nhất trong cuộc sống. Nếu bạn thực sự có thể hiếu thảo với cha mẹ, thì cho dù bạn không cầu xin bất kỳ vị Phật hay Bồ Tát nào ban phước lành, bạn vẫn sẽ tràn đầy phước lành và may mắn. Bởi vì những ai hiếu thảo với cha mẹ sẽ được chư Phật mười phương kính trọng, là kiểu người càng già càng may mắn. Người không hiếu thảo với cha mẹ, sống chỉ biết cho bản thân, bất hiếu, ngỗ nghịch, không những không được Bồ Tát che chở mà còn rước họa vào thân, càng già càng khổ. Hãy nhớ đừng giận cha mẹ hay bất hiếu với cha mẹ. Nếu không, mọi công đức có được từ việc thắp hương, cúng Phật với nhiều mục đích khác nhau sẽ trở nên vô nghĩa. Ba là người có bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm và thực hành con đường bồ đề có nghĩa là có những suy nghĩ tử tế và làm những việc tốt. Khi bạn mắc lỗi hay tạo ra tội lỗi, người khác có biết hay không không quan trọng, quan trọng nhất là bạn biết điều đó. Khi chúng ta đối xử tốt với người khác, chúng ta thực sự đang đối xử tốt với chính mình, tích lũy phước lành và thêm công đức cho chính mình. Chúng ta nên lấy niềm tin, sự sẵn lòng và lấy bồ đề tâm làm nền tảng. Nếu một người có thể làm những việc tốt và bố thí trong cuộc sống hàng ngày, việc làm tốt này sẽ tích lũy phước lành lớn lao và tăng trưởng công đức. Sự giúp đỡ mà bạn dành cho người khác giống như một ngọn đèn sáng, vừa soi sáng cho người khác, vừa sưởi ấm chính bạn. Bố thí là một cách tu tập của Bồ Tát. Những người như vậy, chư Phật và chư Bồ Tát sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời. Bốn là người sống biết ơn. Lời Phật dạy về lòng biết ơn nói, có rất nhiều người trong cuộc sống mà chúng ta cần phải biết ơn như cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi, lãnh đạo, người thân và bạn bè của chúng ta. Chúng ta phải biết ơn những người đã tử tế và giúp đỡ chúng ta. Khi một người lớn lên, chúng ta nên học cách mở rộng phạm vi của lòng biết ơn. Ngoài việc biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến thế giới này, chúng ta cũng nên biết ơn mọi thứ đã cho phép chúng ta tồn tại trên thế giới này, ngay cả không khí trong lành và nước sạch. Khi bạn sẵn sàng biết ơn tất cả mọi người trên thế giới, thiên nhiên, đất nước, xã hội và mọi tình huống người bạn gặp phải, bạn chính là kiểu người càng già càng may mắn. Nếu bạn không biết ơn và luôn tồn tại như một kẻ chiếm đoạt, luôn đòi hỏi mọi thứ thì theo thời gian, bạn sẽ trở thành một người tham lam và ích kỷ. Càng già càng xui xẻo, hãy thể hiện lòng biết ơn của chính mình hoặc đón nhận lòng biết ơn của người khác và phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. Năm là người luôn vui vẻ. Đừng ép buộc bất cứ điều gì cả, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất và bạn phải bình tĩnh chấp nhận mọi thứ. Những người sống vui vẻ, biết hài lòng thường cảm thấy hạnh phúc, chư Phật và Bồ Tát sẽ gia trì cho những người như vậy. Người biết trân trọng sẽ có cảm giác vui vẻ, người biết yên tâm sẽ thấy an lạc, người biết từ bỏ sẽ tìm được hạnh phúc, người biết quên sẽ tìm được tự do.
Biết thỏa mãn sẽ tìm được hạnh phúc. Ai biết cho đi sẽ tìm được tình yêu đích thực. Ai biết quan tâm sẽ tìm được bạn bè. Biết trân trọng sẽ tìm được niềm vui. Những gì trong mắt bạn là cách bạn nhìn thế giới. Khi đôi mắt bạn tràn ngập tình yêu và trái tim bạn tràn ngập lòng nhân ái, thì thế giới này sẽ là một thế giới mới tươi đẹp dành cho bạn. Ngược lại, nếu tất cả những gì bạn nhìn thấy chỉ là tội lỗi và xấu xí, thì thế giới sẽ thay đổi tùy theo trạng thái tâm trí của bạn. Mỗi người đều có niềm hạnh phúc của riêng mình. Nếu bạn có thể hiểu được nguyên tắc hài lòng thì bạn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mình, ngay cả khi gia đình bạn nghèo khó. Nếu không, dù có sống trong biệt thự lớn, bạn vẫn sẽ than thở rằng mình không hề hạnh phúc. Cuộc sống là do bạn, dù bạn hạnh phúc hay không, quyền chủ động nằm trong tay bạn. Trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh 1962, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.